Thưa quý vị, hiện nay bếp từ đã trở thành lựa chọn của nhiều gia đình bởi tính tiện lợi, tiết kiệm và thẩm mỹ cao. Khi mà chọn mua thì chắc hẳn quý vị sẽ được giới thiệu loại bếp sử dụng mặt kính Schwarzerin cao cấp. Tuy nhiên, hiện nay nhiều nhà cung cấp đang làm nhái loại kính sở hữu công nghệ đặc biệt của thương hiệu đến từ nước Đức, làm ảnh hưởng không tốt tới quá trình sử dụng. Đại diện nhà sản xuất nói gì về vấn đề này? Xin mời quý vị theo dõi trong phần tiếp theo của Sống Kết Nối ngày hôm nay. Điểm đặc biệt của mặt kính Schwarzerin là khả năng chống sốc nhiệt lên tới 700 độ C và đạt hiệu suất năng lượng lên đến 80% khi kết hợp với bếp từ. Ngoài ra, bề mặt siêu mịn của dòng kính này giúp việc lau chùi dễ dàng, giữ sự bền đẹp sau nhiều năm sử dụng. Điều làm cho Schwarzerin trở nên đặc biệt là khi sản xuất, nhiệt độ nung nóng lên đến 1.700 độ C, cao hơn nhiều so với việc sản xuất thủy tinh thông thường. Sau đó là quá trình biến thủy tinh thành gốm thủy tinh. Chúng tôi can thiệp bằng nhiệt độ để khống chế quá trình phát triển tinh thể gốm trong thủy tinh. Nhờ vậy mà thành phẩm sẽ không bị giãn nở nhiệt. Schwarzerin có khả năng chịu sốc nhiệt từ âm 200 tới 700 độ C và hoàn toàn phù hợp cho tất cả các thiết bị nấu nướng. Do rất được ưa chuộng trên thị trường, nhiều nhà cung cấp đã làm nhái mặt kính Schwarzerin và chào bán với giá thấp hơn tại Việt Nam. Sản phẩm nhái có quy trình sản xuất và vật liệu kém chất lượng, dẫn đến khả năng chịu nhiệt thấp hơn đáng kể. Mặt kính nhái hay bị vật đục, lồi lõm và nổi bong bóng nên rất dễ bị rạn vỡ, nhanh xuống cấp do độ bền cơ học yếu và khả năng chống axit thấp, dẫn đến hiệu suất kém và tuổi thọ sản phẩm ngắn hơn đáng kể. Phương châm của chúng tôi là mang tới sản phẩm chất lượng toàn cầu, nhưng được đo ni đóng giày cho thị trường Việt Nam. Hiện tại, Schwarzerin bị làm nhái và chào bán với giá thấp hơn tại Việt Nam. Do vậy, chúng tôi sẽ đẩy mạnh các nỗ lực bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, những người có thể vô tình mua phải hàng giả với chất lượng thấp. Đây sẽ là những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Hiện nay, Schwarzerin là nhãn hiệu đã được đăng ký và bảo hộ tại Việt Nam. Người tiêu dùng nên thận trọng, tìm hiểu và mua sản phẩm sử dụng mặt kính này chính hãng từ các cửa hàng đại lý uy tín mà hãng công bố. Sau 50 năm ra mắt, thương hiệu gốm thủy tinh này hiện đã có 1.000 mẫu thiết kế với 30 tông màu khác nhau và không sử dụng bất kỳ chất phụ gia kim loại nặng nào trong quá trình sản xuất.